Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính đảnh lễ ni sư trụ trì chùa Từ Huệ, cũng là trưởng ban tổ chức khóa tu mùa hè cho các bạn trẻ tại chùa Từ Huệ, huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương. Thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, đang là để tất cả tinh thần, tình thương và trí tuệ đến cho các bạn trẻ của chúng ta để tổ chức thành công khóa tu mùa hè. Xin gửi lời chào thân ái đến tất cả các bạn trẻ đã về với khóa tu mùa hè chùa Từ Huệ của chúng ta. Các bạn trẻ thân mến, sư đến đây thật là hạnh phúc và xúc động khi tất cả các bạn mang một cái màu áo màu vàng, trên áo có logo hoa sen đỏ. Đó là tất cả những gì biểu trưng cho các con đang được sống trong mái nhà từ bi của Đức Phật, đang được học hạnh lành, đức tốt của Đức Phật qua một cái ngày tu với chủ đề Em Về Bên Phật. Và do vậy, sư rất hạnh phúc được gặp các em sáng hôm nay. Cho một tràng pháo tay lớn hơn xin ạ. Các bạn trẻ thân mến, có một con đường dẫn đến sự an lạc, sự giàu có, sự hạnh phúc. Sẽ có một cái con đường đi đến. Con đường đó là con đường nào? Người tu tập như sư đây, như quý thầy đây, cũng sẽ có một cái con đường để hóa giải nghiệp chướng, hóa giải phiền não, tham sân si khổ đau, để đạt đến cái kết quả an lạc giải thoát. Muốn như vậy cũng sẽ đi trên một con đường. Và các con hôm nay về đây tu tập, có duyên gặp sư, sư cũng nói cho các con biết rằng nếu chúng ta muốn học giỏi, muốn thi đỗ đạt, muốn thành công, muốn đi đến đạt đến ước mơ của mình trong cuộc đời, cũng sẽ có một con đường duy nhất để đi đến. Như vậy sư muốn nói các con chỉ có một con đường để đi đến sự thành công dành cho người tu như sư, dành cho ông bà cha mẹ các con, rồi dành cho các con. Tất cả đều đi trên một con đường để đi đến hết. Đó là đề tài mà hôm nay sư muốn gửi đến các con. Đó là con đường kiên trì. Phải kiên trì, phải nhẫn nại, mà nhà Phật gọi là tinh tấn. Chánh tinh tấn là con đường đưa thầy, đưa sư, đưa cha mẹ các con, đưa tất cả các con đi đến sự thành công. Đó là kiên trì, nhẫn nại, tinh tấn, bất thối chuyển. Và do vậy pháp thoại hôm nay gửi đến các bạn trẻ trong khóa tu mùa hè chùa Từ Huệ, Bầu Bàng, Bình Dương, đó là chỉ có một con đường. Sư muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện con đường kiên trì nhẫn nại đó, nó có kết quả như thế nào. Đó là một bạn trẻ mà ở nhà đi học tên là gì thì sư không có biết. Ở nhà cha mẹ gọi là Mika. Đó, gọi là Mika không ạ. Thì Mika đó, tánh của bạn á, không có kiên nhẫn, lười biếng, hay cằn nhằn. Gặp cái gì hơi khó chịu là bạn sẽ là cái mặt nhăn lại, không có cười. Thấy chưa nào, ngồi không có yên. Đó, bạn ngồi một chút mà nó chán quá à. Bạn ngồi một chút mỏi lưng quá à. Bạn ngồi một chút bạn nhăn nhó, đói bụng quá, mới ăn sáng giờ đói rồi. Bạn ngồi một chút bạn nói tôi muốn ra sân tôi nhảy. Cho nên ba của bạn nó nói rằng nếu Mika con của ta cứ tiếp tục giữ cái tánh không kiên trì nhẫn nại, cái gì cũng nhăn nhó, cái gì cũng buồn phiền, bắt đền, nhõng nhẽo, thì lớn lên không bao giờ thành công. Cho nên dạy thì giảng dạy thì không chịu nhớ. Thôi ba ơi, ba đừng nói nhiều, con nhức đầu lắm ba ơi. Rồi ra lấy cái máy bấm 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 bấm. Ba ơi, ba đừng nói nữa ba ơi, ra bật tivi ngồi coi. Má ơi, má đừng nói nữa má ơi, ra ngoài sân nhảy tưng tưng giống con khỉ. Không bao giờ kiên trì và nhẫn nại. Cho nên một ngày kia ba mới nói rằng Mika ơi, mỗi lần con làm toán á, mà gặp bài toán khó thì sao?
Cái Mika nói, con chỉ muốn vứt đi thôi, con không muốn làm. À, con chỉ thích bài toán, 1 cộng 1 là 2 thôi. Chứ bắt đầu mà qua toán chia, qua toán phân số, rồi bắt đầu là qua đại số, qua số học, qua hình học là con chán rồi. Con chỉ thích bài toán, 1 cộng 1 là 2 là hết. Xong rồi ba nói, vậy làm sao con học nên người được? Nói, ba ơi, con không có muốn gì hết á. À, con sợ học lắm. Và con chỉ mong đến 18 tuổi là con bỏ học liền, con đi làm, con lấy tiền, con sống liền, là con không thích học. Và bạn Mika lại chơi với một bạn gái. Bạn gái đó tên là Mika. À, Mika chơi với Mika. Mà Mika đó thì cũng giống như Mika, hai bạn làm biếng giống nhau, không có kiên trì, không có nhẫn nại. Mika mỗi lần gặp Mika, làm toán chưa? Mệt quá, toán khó quá. Đó, cái Mika nói vậy rồi làm sao? Thì bạn Mika nói, tôi muốn tôi lớn nhanh lên, tôi đi lấy chồng để tôi khỏi học, tôi làm biếng học quá. Hai bạn giống nhau. Chúng ta sẽ giống hai bạn này không? Quá giỏi. Ai mà đi giống những con người tối ngày chỉ mong lớn lên để lấy chồng lấy vợ cho lẹ để khỏi học, mà cái người như vậy trong đầu không có trí tuệ, không có chất xám, làm cái gì cũng khó khăn, thất bại. Cho nên cha của Mika đã buồn lắm. Một ngày kia mới đưa cho Mika một cái tấm ván dày. Con ơi, con bẻ ra cho cha đi. Cái Mika cầm nó, trời ơi, đâu phải sô-cô-la đâu mà bẻ ba. Sô-cô-la hả? Búng một cái là gãy liền. Con này tấm ván, ba có biết không? Con tay nhỏ xíu vậy nè, làm sao con bẻ gãy tấm ván được? Cha của Mika mới nói, đây, con dao nhỏ nè, con dùng nó để bẻ cái tấm ván này đi. Cái Mika lấy cái con dao rạch rạch, bẻ có được không? Ngô Phật không, giỏi lắm. Thì ba của Mika mới nói, bây giờ đó, cái bài tập cho con là con dao nhỏ với tấm ván này con phải bẻ gãy cho được. Nếu mà con không bẻ gãy được thì cuối tuần đừng có đòi ba đưa đi sở thú, đừng có đòi ba đưa đi suối tiên, đừng có đòi đưa ba đưa đi Đại Nam nghe không, đừng có đòi mua giày mới, dép mới, đừng có đòi cặp tác gì hết á. Tại lúc nào con cũng nhăn nhó, lúc nào con cũng khó chịu. Cho nên bây giờ bài tập ba cho con là phải bẻ gãy tấm ván này. Nó nói, trời ơi ba, cái cương chưa chắc đã cắt ra được, còn con dao nhỏ như vậy nè, làm sao mà con bẻ gãy tấm ván? Ba của Mika mới nói, mỗi ngày con dùng cao vặt lên trên mảnh ván một đường, rồi ngày mai con vặt lên cũng cái lại là lên cái vết dao cũ đó, con vặt một đường, mỗi ngày con cứ vặt, khi nào con rảnh là con vặt. Vặt hoài, cứ trên vết dao cũ đó, con vặt hoài đi. Và nhiều ngày trôi qua, một ngày kia, khi Mika vừa ấn con dao xuống, thì các bạn trẻ có biết không, miếng ván gãy làm hai. Lúc đó cha của Mika mới khẳng khái, bảo con mình rằng, đó, con không có ngờ là bàn tay nhỏ xíu, con dao nhỏ xíu, mà bẻ gãy được tấm ván có phải không? Nhưng con ơi, tất cả thành công hay thất bại trong cuộc đời không phải là sức mạnh nhất thời, mà do lòng kiên trì bền bỉ của chúng ta. Cũng như các con nói, con thỉnh sư thuyết pháp để chúng con có hành trang trong cuộc đời, mà ngồi nghe không được, èo qua èo lại, bật cửa chúi tới tay cục cửa hoài. Đức Phật nói, này Anan, người nào ngồi nghe pháp mà ngồi không yên, trong quá khứ 500 kiếp làm con mối rồi, cứ chui ra chui vô, nhúc nha nhúc nhích, ngồi không yên được. Đó, cho nên mình sẽ cho Đức Phật thấy rằng mấy trăm kiếp con đã từng nghe pháp, con không làm con mối, con không làm con khỉ, con không làm con sâu, mà con đã mấy trăm kiếp được nghe pháp. Cho nên giờ đây trong khóa tu mùa hè, con lại được nghe pháp. Thì như vậy, cha của Mika dạy cho Mika một bài học. Muốn thành công không bao giờ thành công liền,
mà phải có sự kiên trì, sự bền bỉ, thời gian mới đạt đến mục đích của cuộc đời. Trên đời này không có con đường nào khác, không có ai nói tôi là ban đường kiên trì tôi mới đạt được kết quả này, mà người kia sẽ nói tôi không có cần kiên trì mà tôi thành công. Không bao giờ có. Cái người mà thông minh á, hay chưa nào, thì họ có thể là thời gian ngắn hơn, nhưng tất cả đều phải kiên trì và bền bỉ, không thể khác được. Cho nên cái bài học hôm nay sư dạy cho các con đường duy nhất đi đến mục đích chỉ có một con đường đó mang tên gì các con có biết không? Cho một tràng pháo tay. Con đường kiên trì mà trong nhà Phật gọi là gì? Quá giỏi, cho một tràng pháo tay. Thế thì tất cả các bạn trẻ trong chùa Từ Huệ đang kiên trì, đang tinh tấn, mặc dù mùa hè tiết trời nóng nhưng các bạn đang kiên trì, đang tinh tấn để nghe pháp thoại. Các bạn rất là giỏi. Và bây giờ sư sẽ kể tiếp cho các bạn nghe một câu chuyện nữa về lòng kiên trì. Ở đây chắc là nhiều bạn xem phim hoạt hình Vịt Đô, Donald và chuột Mickey. Đó, chuột Mickey với vịt Donald là do ai đã vẽ ra? Walt Disney. Cho nên nó nằm trong cái công viên rất lớn của Mỹ, đó là công viên Walt Disney. Đó, các con mai mốt lớn lên đi du học qua Mỹ sẽ tới công viên đó, lớn lắm. À, trong nhiều đồ chơi để chơi lắm, thú vị lắm. Nhưng ở đây, sư muốn kể cho các con nghe về ông Disney. Hồi nhỏ, ông rất thích vẽ. Ở đây có bạn nào thích vẽ không? Giơ tay lên. Ồ, quá nhiều bạn thích vẽ, cho một tràng pháo tay. Nhưng mà nhớ nè, vẽ nhà nè, vẽ hoa lá, vẽ ba, vẽ mẹ, vẽ Phật, vẽ Bồ Tát Quan Âm, chứ đừng có vẽ bậy, nhớ như vậy. Disney hồi nhỏ rất là thích hội họa, và trong những câu chuyện ông đọc, ông rất thích đọc chuyện thám hiểm, chuyện phiêu lưu, mạo hiểm. Cái chuyện gì mà con người phải đi vô trong những sự khó khăn để thám hiểm, để tìm ra những cái điều chưa ai biết. Hãy đi vào trong những cái chỗ nguy hiểm để bắt cướp. À, ông rất là thích. Disney nhỏ xíu đã thích những câu chuyện phiêu lưu thám hiểm rồi. Thì ông đọc các chuyện trinh thám và thích nhất là những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer. Hồi nhỏ sư cũng thích nữa. Các con có đọc chuyện phiêu lưu của Tom Sawyer không? Hay quá. Bạn nào hay đọc rồi giơ tay coi. Quá giỏi, chút đừng kể cho sư nghe một chuyện nhớ không? Được không? Thôi chà, con quên rồi. Mà chuyện phiêu lưu, những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer do nhà văn Mark Twain viết rất là hay, nghe không? Thì Disney thích những câu chuyện đó lắm. Lần nọ cậu bé Disney đi học và thầy giáo bắt làm một bài tập là hãy vẽ từ cái chậu hoa mà vẽ ra mặt người, từ lá cây vẽ ra tay người, và những bông hoa là cái tính của một con người. Cái chậu á là cái mặt người, cái cành lá là cái tay chân, còn cái hoa, ví dụ cái cậu bé này có cái tính làm biếng thì cái bông hoa nó nhăn nheo, tại người làm biếng cái mặt hay nhăn lắm. Cái người dễ thương thì cái miệng hay cười. À, cái người lễ phép có hiếu thì cái mặt rất là đẹp. À, tức là mỗi một tính cách Disney vẽ lên một bông hoa. Nhưng mà tiếc thay, khi mà nộp bài, thầy giáo không có cảm nhận được cái thế giới tuổi thơ trong tâm hồn của Disney. Cho nên thầy giáo chấm điểm, thấy những cái tranh đẹp dễ thương của Disney, thầy giáo mới xé nát vứt vào thùng rác. Disney khóc, tại vì là mình vẽ công phu mấy ngày trời mà đem lên, thầy giáo tức giận xé nát. Tại vì thầy giáo vẽ, biểu vẽ cái chậu hoa mà Disney sắp vẽ cái chậu thành cái mặt, cái cành là cái tay và bông hoa là tính cách, không đúng như là cái bài tập thầy cho. Vì vậy cái sáng tạo của cậu bé Disney làm cho ông thầy tức giận, vứt cái bài tập
của cậu bé đã làm vô thùng rác. Và Disney đã khóc. Trở về nhà, gương mặt đầy nước mắt và buồn tủi. Cho nên cha mới nói: "Tại sao con khóc vậy?" "Thưa cha, thầy giáo ra bài tập vẽ một chậu hoa mà con đã vẽ. Chậu hoa là mặt người, cành lá là tay chân và những bông hoa là tính cách. Thầy giáo đã vứt vào trong thùng rác và cho con dưới điểm trung bình." Cha của cậu nói: "Con ơi, mình phải kiên trì, nhẫn nại. Cuộc đời con người mà hở một chút là chán nản, là khóc nhè, không bao giờ làm nên một cái việc gì. Người mà không làm chủ bản thân, cả đời chỉ là một tên nô lệ yếu hèn." Câu nói đó đã khắc sâu trong trái tim của Disney. Khi chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ thì Disney phải đi lính và trở thành người lái xe trong quân đội. Nhưng mà lái xe đó, giờ rảnh Disney lại lấy giấy ra, lấy viết ra và làm gì? Đúng rồi, vẽ hình. Vẽ rất nhiều, xong rồi ông gửi cho các tạp chí nhưng mà người ta không có đăng, người ta trả về. Vẽ hình đẹp, hình biếm họa, hình gì người ta cũng đem ta trả về hết. Nếu mà mấy con là mấy con chán, mấy con bỏ rồi. Nhưng mà Disney rất kiên trì, ông vẫn cảm thấy đó là niềm say mê của ông. Cho nên tiếp tục ông vẽ, vẽ rất nhiều. Đến khi chiến tranh kết thúc, Disney trở về thành phố Kansas ở bên Mỹ và mang theo tất cả những tác phẩm của mình đi tìm việc khắp nơi, xin làm cho công ty quảng cáo, xin làm cho công ty là của các họa sĩ, xin làm cho các công ty là thiết kế, mà không ai nhận, ai cũng say no, ai cũng từ chối. Mà nếu là các con không kiên trì nhẫn nại, các con đã từ bỏ tất cả. Nhưng đối với Walt Disney, ông không có thối lui, không có bất mãn. Ông nhớ lời cha ông dạy: nếu con người ta làm việc mà mau chán nản, mau tổn thương, mau buồn bực, con người đó không bao giờ thành công. Vì vậy, ông quyết định vẽ nữa và ông nhận vào làm việc trong một công ty quảng cáo. Nhưng mà bởi vì ông quá sức sáng tạo, mà người sáng tạo thì là vẽ không giống người khác, cho nên không bao lâu ông lại bị đuổi ra khỏi công ty. Nhưng mà ông nhớ lời cha dạy, phải kiên trì, nhẫn nại, cho ông tiếp tục không buồn chán và tiếp tục vẽ để mà xin vào làm ở trong những công ty khác. Nhưng mà các con có biết không, không có công ty nào nhận hết trơn. Cuối cùng vẫn là một con số 0. Ông mới quay về nhà, rủ người em của mình tên là Roy. Thấy chưa nào? Thì Walt Disney với Roy Disney lập một công ty mang tên Công ty Anh Em Nhà Disney, nằm ở trên một cái khu đất ở sau một cái hãng phim Hollywood. Đó. Và vài năm sau bắt đầu ra đời hình ảnh chuột Mickey và vịt Donald dựng trên những cái bộ phim cho thiếu nhi toàn thế giới, gây chấn động toàn cầu. Ai cũng từ chối, mình phải tự sáng tác lập công ty. Và những cái bộ phim xây dựng hình ảnh của vịt Donald và chuột Mickey như các con cũng thường xem, là trải qua một hành trình dài của sự cố gắng, bị xua đuổi, bị từ chối, bị say no. Nhưng ông không bao giờ bất mãn, và cuối cùng anh em của ông đã thành công làm những cái bộ phim về hình ảnh chuột Mickey và vịt Donald chấn động toàn cầu. Và những thước phim ấy mang cho ông nhiều giải Oscar. Người ta trong cuộc đời mà một giải Oscar là vinh hạnh lắm rồi. Mà các con có biết là ông Disney đạt được bao nhiêu giải Oscar trong cuộc đời không? 27 giải Oscar. Đó. Cho nên Disney trở thành người nhận giải Oscar nhiều nhất trên thế giới. Trong khi hồi nhỏ đi đâu người ta cũng đuổi, làm bài thầy giáo cũng cho điểm dưới trung bình, nộp cơ quan nào người ta cũng không nhận. Nhưng không nhàm chán, không buồn phiền, không bất mãn, Disney vẫn kiên trì nhẫn nại, và cuối cùng ông đã thành công. Disney từng nói: nếu bị người khác phê bình mà dễ dàng
thay đổi hướng đi của con tàu mà mình đang cầm lái, thì mãi mãi con tàu ấy không bao giờ đi đến đích. Các con nghe câu chuyện có rõ không ạ? Các con sẽ là những người lái con tàu của mình và đi đến đích, chứ không bao giờ nghe người ta chê cái bỏ, phải không nào? Nghe mệt cái quăng, thấy khó cái liệt, mà các con sẽ rất là kiên trì, giống như các con đang ngồi nghe pháp nè. Sư giảng cho các con lần đầu, nhưng mà các con rất là tuyệt vời, ngồi ngay thẳng, vai cân bằng, mắt các con nhìn thẳng lên, tai các con lắng nghe, các con xứng đáng là những bạn trẻ về với khóa tu mùa hè chùa Từ Huệ. Và xin cho một tràng pháo tay cho các con. Các con thấy chuyện sư kể các con có hay không? Các con thích nghe đúng không? Rồi sắp hết giờ rồi đó nghe. Đó, lắng nghe. Chút nữa sư hỏi lại đó. Tôi ai nhớ sư kể chuyện gì rồi? Mấy câu chuyện rồi? Lát phải có người lên kể lại cho sư nghe. Bây giờ kể về một cô bé nhỏ, cô bé gái ở huyện Bầu Bàng. Cái câu chuyện từ cái huyện này nè. Đây là một cái huyện, một thị trấn xa thành phố lớn, cho nên lâu lâu mới có một cái hoạt động văn hóa. Một ngày kia tổ chức một cuộc thi đấu thể thao rất là hấp dẫn. Bóng bàn, bóng rổ, rồi nhảy cao, đó, rồi nhảy xa. Những cuộc thi đấu thể thao rất là hấp dẫn tại Bầu Bàng. Cho nên á, là lâu lâu mới có một lần. Vì vậy người dân về tụ họp lại xem rất là đông. Thì có một cái cô bé nhỏ xíu mà cái cô bé ngồi đầu này nè. Đó, nó xíu à, đi đến trễ tại vì mắc phụ mẹ là nấu cơm, quét nhà, quét sân. Cho nên khi mà đến cái sân vận động nhỏ xíu đó thì người đứng đầy hết trơn rồi. Cô bé chen vô, không có chen vô lọt. Mà đứng coi thì có coi được không? Không, tại người ta cao quá. Mà mình đến sâu, mình nhỏ xíu, thành ra không có thấy cái gì ở trong hết. Những người đến trễ giống như cô bé này nè, coi không được, bỏ về hết trơn. Nhưng các con biết không, cô bé này rất là kiên trì, nhẫn nại. Cô bé đã đi đến một cái nơi gần đó, bưng về những cái cục gạch và xếp lên từng cục, mặc cho thời gian đi qua rất là nhiều chương trình hấp dẫn đã diễn ra. Nhưng mà cô bé vẫn kiên trì xếp cục gạch cao lên. Và cuối cùng là cô bé leo lên được cái chồng gạch đó. Khi mà leo lên á, là chương trình hết 3/4 rồi, gần hết rồi. Nhưng mà khi cô bé leo lên thì cô bé nhìn thấy những người đạt giải nhất và được nhận huy chương vàng. À, cô bé tuy là không được xem diễn là vì mắc đi lượm gạch để trèo lên, nhưng khi mà cô leo lên, cô thấy những người đạt giải nhất huy chương vàng, giải nhì huy chương bạc, giải ba huy chương đồng. Cô thấy niềm hạnh phúc của những con người đã kiên trì luyện tập và bây giờ đạt giải thành công. Cho nên cô rất là hạnh phúc. Trong khi đó có rất nhiều cô bé, cậu bé đi ra trễ mà không thấy thì bỏ về đi chơi. Còn cô bé lượm gạch leo lên và cuối cùng cô nhìn thấy cái quang cảnh một buổi lễ phát giải, các cái cuộc thi về bóng bàn, bóng rổ, nhảy cao, nhảy xa, nhảy bóng bố, vân vân. Và cô được chứng kiến cái giải phát thưởng một cách trọn vẹn bằng cái chồng gạch do chính mình lượm chồng lên và trèo lên để xem, là do cái sự nhẫn nại, kiên trì của cô bé nhỏ xíu đó. Cô bé đó có đáng khen không hả các con? Mô Phật đó. Cho một tràng pháo tay nữa. Như vậy, sư kể cho các con nghe những câu chuyện về sự kiên trì, về lòng tinh tấn. Sư nhẫn nại đó sẽ đem đến thành công. Sư bây giờ đi tu, sư chưa có đắc quả A-la-hán, sư chưa có thành Phật. Muốn như vậy, muốn đắc quả, muốn thành Phật, sư phải như thế nào? Kiên trì. Kiên trì trong
trong nhà Phật gọi là gì? Tinh tấn. Đúng rồi, các con giỏi quá. Sư phải tinh tấn hành trì bát chánh đạo, sư phải kiên trì tinh tấn hành thiền, loại bỏ các chủng tử hạt giống tham sân si, đem tâm từ để tất cả chúng sanh, đến các con các cháu ở vùng sâu vùng xa. Có như vậy sư mới có thể đi đến từng cấp độ để mà đắc quả đắc đạo rồi thành Phật. Cha mẹ ông bà các con muốn thành công trong cuộc sống phải kiên trì, phải nhẫn nại. Không có ai mà bỏ hạt lúa xuống mà ngày mai cấy lúa đem về. Phải bỏ ra 3 tháng, 6 tháng là nước phân cần giống chăm sóc mới có lúa đem về. Vùng bầu bàng này cha mẹ các con trồng cây gì? Trồng cây cao su. Thì không có ai mà trồng cây ngày mai có cao su liền, mà phải mất rất nhiều thời gian mới lấy được cái nhựa cao su ra. Cho nên ai cũng phải có kiên trì nhẫn nại mới có tiền cho cuộc sống của chúng ta, nuôi sống chúng ta. Phải kiên trì nhẫn nại mới nghe hết thời pháp, kiên trì nhẫn nại mới học thành công, kiên trì nhẫn nại mới có thể mưu cầu hạnh phúc cho cuộc đời. Cũng như Đức Phật dạy, trong cuộc sống chúng ta, con người ta muốn đi đến cái đích của giải thoát và an lạc. Một trong những đức tính được xem là nền tảng của sự thành công, Đức Phật dạy, đó là hạnh tinh tấn. Chính Đức Phật nói ta nhờ giống mãnh tinh tấn mà đạt đến quả vị giác ngộ. Cho nên có một lần, Đức Phật ở nước Xá Vệ, kỳ viên tinh xá, tức là trong vườn ông cấp cô độc, Đức Phật đã dạy các tỳ kheo như sau: Này các tỳ kheo, này các con của ta, nếu có một người lười biếng, đó là không có dám ngồi thẳng nữa, ngồi mà cũng muốn nằm là lười, nghe không muốn nghe là muốn điếc, phải không nào? Là không trồng căn lành mà trồng nhân bất thiện. Những người lười biếng trồng nhân bất thiện, người không bao giờ hoàn thành bất cứ một cái việc gì trong cuộc đời, đó là người lười biếng, người không tinh tấn. Người này không bao giờ đạt được sự ích lợi trong các pháp lành, trái lại luôn luôn gặp những điều thất bại. Như ta đây, do sự tinh tấn, Đức Phật nói đó, giống mãnh mà ta đã thành Phật. Hằng xa vô lượng kiếp, Như Lai chí chân đẳng chánh giác, cũng do tinh tấn kiên trì mà thành Phật. Do phương tiện tinh tấn nên biết lười biếng là khổ đau. Người không chịu tinh tấn làm các việc lành, tránh xa việc ác sẽ khổ đau. Do vậy các tỳ kheo hãy tinh tấn, chớ có lười biếng, hãy tinh tấn học bài pháp, kiên trì và nhẫn nại. Lời Đức Phật dạy ở trong kinh Tăng Nhất A Hàm tập 1 phẩm 21 là: con người mà lười biếng mà không kiên trì, không tinh tấn, con người đó luôn luôn khổ đau. Con người đó lớn lên không giàu có, con người đó lớn lên không có uy tín, con người đó lớn lên không ai tin tưởng. Mà người kiên trì, tinh tấn, nhẫn nại, làm các việc lành, tránh xa các cái pháp ác, con người đó sẽ được an vui, hạnh phúc. Hãy nhớ lời khuyên dạy của Thế Tôn: lười biếng là khổ đau, làm ác sẽ tổn hại, nhưng nếu tinh tấn, dũng mãnh, làm các công đức lành thì sự lợi ích, an lạc sẽ đến với chúng ta, đến với các bạn trẻ thơ trong cuộc đời của chúng ta. Vì vậy, cái trong cây có lửa bởi vì phải cọ sát nó mới ra lửa. Nhưng mà để cái cục cây nó có ra lửa không các con? Không có ra, mà phải lấy hai cây cọ sát vào nhau nó mới ra lửa. Hai cục đá phải cọ sát vào nhau một hồi lâu nó mới tóe lửa ra. Các con cũng vậy, nhỏ đừng có làm biếng, nghe pháp đừng có ngáp dài, tu tập phải kiên trì tinh tấn. Giống như cây hay đá phải cọ sát với nhau một thời gian nó mới ra lửa. Từ trong cát phải dày công đãi lọc mới ra vàng,
con người phải siêng năng tinh tấn mới có thể thành công. Cho nên hôm nay sư về với các con, sư nhắc các con hãy tinh tấn làm các hạnh lành. Có hiếu với cha mẹ cũng không phải chỉ một lần. Có bạn đi tu khóa tu mùa hè về, cái ôm ba nói thưa ba, con cảm ơn ba, từ hôm nay con sẽ có hiếu. Có bạn chạy về ôm mẹ, mẹ ơi con biết mẹ thương con lắm, con từ hôm nay sẽ có hiếu. Ba mẹ vui mừng quá, nói trời ơi, con tôi nó đi lên khóa tu chùa Từ Huệ về, nó ngoan quá trời luôn, nó cảm ơn, nó xin lỗi cha mẹ, cho nên tôi hết bệnh, tôi tăng tuổi thọ. Nhưng mà các con biết sao không? Cảm ơn xin lỗi được có một ngày à, qua tới ngày sau á là đi chơi cả ngày không về. Mẹ nhờ á nấu cho mẹ nồi cơm cũng không làm, đi chơi suốt ngày, coi như là biết sám hối, biết cảm ơn không bữa à. Ngày mai là quên hết. Người như vậy có kiên trì không? Người như vậy không kiên trì, không có hiếu. Mà người bất hiếu ngày mai không bao giờ giàu đâu, nghèo lắm. Người muốn giàu có phải có hiếu từ bây giờ, lớn lên mới giàu. Dù cho cha mẹ các con bây giờ có tiền, mà các con bất hiếu lớn lên tiền bạc nó cũng mất hết. Tại vì đau ốm nè, bệnh tật nè, đó, rồi nhiều thứ làm cho tiền nó đi hết. Nhưng mà con người có hiếu thì đã giàu lại càng giàu hơn, đã xinh đẹp càng xinh đẹp hơn, đã hạnh phúc càng hạnh phúc, an vui hơn. Cho nên các con có hiếu thì phải kiên trì, nhẫn nại, có hiếu với cha mẹ hoài, không nhàm chán, không thối chuyện. Các con nghe chưa? Có một cái người cha nói với sư rằng: sư ơi, hồi nào tôi khổ tâm lắm, tôi có đứa con cưng lắm, quần áo của tôi mặc 3-4 năm không có may đồ mới, nhưng mà con tôi năm nào cũng phải cho nó đồ mới đi học, Tết có đồ mới, dép đứt là phải mua đôi dép mới liền, còn tôi là dép đứt tôi lấy chỉ nhíp lại tôi mang, phải không nào? Bộ quần áo mấy năm tôi không có sắm đồ mới. Nhưng mà sao tôi buồn quá sư ơi. Hỏi sao vậy? Con tôi á, nó nhỏ xíu à, mà nó chỉ đòi hỏi, chứ nó không bao giờ nó nói rằng: ba ơi ba khỏe không, má chết sớm rồi, gà trống nuôi con, mà sao nó không biết thương, thương tôi sư à. Cái sư nói thôi, cho nó lên khóa tu mùa hè, nó tu tập đi, nó sẽ biết kiên trì, nhẫn nại, tinh tấn làm các việc lành. Nó sẽ biết công ơn cha mẹ là lớn như trời cao biển rộng, nó sẽ có hiếu. Cái người cha nghe sư nói như vậy rồi đó, mới dắt nó lên khóa tu mùa hè. Nhưng mà lên chùa Hoằng Pháp á, mấy thầy nói đâu có được, chùa Hoằng Pháp đâu có nhận công nít, chùa Hoằng Pháp nhận sinh viên từ 17-18 tuổi vô đại học mới nhận. Ba nó dắt về: sư ơi, chùa Hoằng Pháp khóa tu mùa hè không có nhận công nít mà nhận sinh viên lớn, bây giờ làm sao đây sư? Cái sư nói thôi, mình đi tìm cái khóa tu mùa hè nào mà nhận cả mấy em nhỏ như là chùa Từ Huệ vậy đó, thấy không nào? Thì ông dắt con ông đi tìm khóa tu này, khóa tu kia, khi nào khóa tu nhận trẻ em từ 12-13 tuổi là có con ông ở trong. Tại con ông mới 13 tuổi à, mà nó làm biếng lắm, nó bất hiếu lắm, nó hay cãi lắm. Mà ăn uống hả, nó chê, nó nói nhà người ta giàu ăn ngon, ba cho con ăn dở đó. Rồi giày người ta Adidas, giày xịn, ba mua cho con giày Việt Nam, cái gì nó cũng chê hết. Mà nó không biết là ba nó làm lụng nhiều quá, ba nó mắc bệnh, ba nó có bệnh ở trong mình á. Một ngày kia nó đi học về thì á, ba đâu xong thấy cơm chưa có nấu gì hết trơn à, đói bụng muốn chết à. Trời ơi, đi học về đói bụng, hôm nay có giờ thể dục nữa, tập lên tập xuống, về không có cơm, ba đi đâu mất tiêu rồi. Dậm chân xuống nền nhà, quăng cái cặp ở trên bàn, đi xuống mở gạt băng rê, mở tủ ra, mở nồi ra, không có gì hết, tất cả là cơm nguội từ tối hôm qua, chưa có ai nấu gì hết.
hồi sáng nay nó được ba nó cho 10.000 đi mua một khúc bánh mì đi học, rồi trưa về sẽ có cơm, có canh, có súp, có đồ kho, có rau xào, có trứng chiên, ba hứa như vậy. Bây giờ về không có cái gì hết. Nó nói ba gì kỳ quá con giận ba, con nghỉ học luôn. Thì cái bà Tám ở bên nhà chạy sang, bà nói con khóc cái gì, con kêu cái gì, ba con sáng nay nè là bị đột quỵ đưa đi nhà thương rồi. Cái đó nói đột quỵ là cái gì? Làm việc nhiều quá, lo âu nhiều quá, buồn khổ suy nghĩ nhiều quá, cho nên đã lâm bệnh nặng và đi bệnh viện rồi con à. Cái đó nói trời ơi bà Tám cho con đi bệnh viện với. Cái bà Tám mới lấy cái xe đạp ra để nó lên xe, đạp chở lên bệnh viện ở trong thị trấn. Thì đến nơi là bác sĩ đâu có cho vô thăm, tại ba nó nằm cấp cứu mà. Đó, cái có một cô y tá bước ra mới nói là em là ai mà đi lên đây? Thưa cô cho con vô thăm ba con đi, con là con của ba con đó. À, ba con á tên là Hồ Văn Kèo. À, ba con 51 tuổi, ba con nằm ở đây nè. Cái đó con không được vô thăm ba con đâu, tại ba con đang cấp cứu. Mà con có hiếu với ba không? Mà sao nhìn ba con 51 tuổi mà già y như là 70 tuổi vậy? Ba già dữ vậy? Tóc bạc hết trơn vậy? Cái nó mắc cỡ quá, nó nói dạ có, con có hiếu mà. Thế có hiếu làm sao? Dạ con không biết nữa, không biết có hiếu là sao. Đó, tại vì con hư, thấy không nào? Đến khóa tu con cũng nghịch ngợm, về nhà con cũng bất hiếu. Ba nói nấu cơm, con đi chơi. Ba nói học bài, con chơi game. Ba nói làm toán, con coi tivi. Ba nói con ôn thi, con đi đá banh với các bạn. Con không nghe lời ba, ba buồn, má chết sớm, làm gà trống nuôi con mà con không biết thương ba, nên ba buồn, ba khổ. Và bây giờ ba bị bệnh nặng rồi. Cái thằng Tí nó nghe vậy nó khóc quá trời luôn. Nó nói bây giờ làm sao cô? Cô nói không biết đâu nghe. Lát nữa đó mà bác sĩ ra mà lắc đầu là coi như ba đi luôn đó. Nó đi luôn là sao? Là ba ra nghĩa địa, ba nằm, ba không bao giờ về sống với mình nữa. Là ba đi luôn chứ sao? Không, ba đừng có đi luôn. Ba đừng có đi luôn, con hứa với bác sĩ là con sẽ ngoan, con sẽ có hiếu, con sẽ học bài, con không chơi game, con không đi đá banh, con không chơi suốt ngày ngoài nắng, mà con sẽ có hiếu với ba. Ba ơi, ba sống với con đi ba, má chết sớm rồi, ba đừng bỏ con đi nghe ba. Vậy mà ba nằm trong phòng cấp cứu hoài, không có thấy mở cửa ra. Và bác sĩ ra vẫn không có cho vô thăm. Bắt đầu nó sợ, nó khóc, nó năn nỉ, nó thấy bác sĩ ra, nó nắm ôm chân bác sĩ. Nó nói bác sĩ ơi, có đôi giày mới mua nè, cái áo mới mua, cái nón mới mua, cặp táp ra là mới hết, cái gì ba cũng mới sắm. Bây giờ bán cho bác sĩ hết á, đó, cho bác sĩ hết. Con không có cần đồ mới gì hết, miễn làm sao bác sĩ chữa bệnh cho ba của con là con cảm ơn bác sĩ. Ở nhà có trái banh mới mua nữa, cho bác sĩ luôn. Đó, có cái đĩa, cái tivi nữa cho bác sĩ luôn. Có cái gì cũng cho bác sĩ hết, miễn làm sao mà ba con sống là con cảm ơn bác sĩ. Như vậy là nó có hiếu chưa các con? Có hiếu rồi. Lúc đó không có đòi quần áo mới, giày mới, rồi coi tivi, rồi đá banh, chơi game. Bây giờ không cần gì hết, chỉ cần có ba trong cuộc đời mà thôi. Cho nên các con còn nhỏ, đừng có đợi cho ba mẹ buồn khổ, lo lắng, lâm bệnh nặng. Lúc đó con có khóc cũng không còn kịp nữa. Cho các con còn nhỏ, nhớ câu ca dao gì? Công cha làm sao? Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho chồng chữ hiếu mới là đạo con. Quá giỏi, cho một tràng pháo tay. Cố tay lớn lên chứ, giỏi lắm. Như vậy một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Thì các con đừng có đợi ba
nằm bệnh viện, má chết rồi mới khóc hu hu trả má cho tôi. Má chết không bao giờ trở lại, ba chết là mất vĩnh viễn. Cho nên khi còn cha còn mẹ trên đời phải cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Các con có nhớ không? Không Phật nhớ. Bây giờ mình chắp tay mình cầu nguyện cho ba mẹ nè. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Chúng con kính thưa quý sư. Chúng con kính thưa quý sư. Chúng con được trở về khóa tu mùa hè. Chúng con được trở về khóa tu mùa hè. Tại chùa Từ Huệ. Tại chùa Từ Huệ. Và hôm nay. Và hôm nay. Được học bài pháp. Được về tinh tấn, về tinh tấn, kiên trì và nhẫn nại, kiên trì và nhẫn nại. Chúng con xin hứa, chúng con xin hứa, không làm biến nữa, không làm biến nữa, không ham chơi nữa, không ham chơi nữa, không làm cho cha buồn, không làm cho cha buồn, cho mẹ khóc, không làm cho mẹ khóc. Sau khóa tu trở về, sau khóa tu trở về, con sẽ xin lỗi cha, con sẽ xin lỗi cha, con sẽ yêu thương mẹ, con sẽ yêu thương mẹ. Cha mẹ sinh ra ta, cha mẹ sinh ra ta, và nuôi con khôn lớn, và nuôi con khôn lớn. Cho nên từ hôm nay, cho nên từ hôm nay, con kiên trì nhẫn nại, con kiên trì nhẫn nại, tinh tấn làm điều lành, tinh tấn làm điều lành, tránh xa các điều ác, tránh xa các điều ác, giữ tâm thành hiếu đạo, giữ tâm. Xin Phật chứng lòng con, xin Phật chứng lòng con sẽ ngoan và chăm chỉ, con sẽ ngoan và chăm chỉ, làm cha mẹ vui lòng, làm cha mẹ vui lòng, xứng đáng con của Phật, xứng đáng con của Phật, và được về bên Phật, và được về bên Phật. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát. Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát. Các con rất là giỏi và pháp thoại của chúng ta đến đây là kết thúc. Các con cho mình một tràng pháo tay.